Theo Sở và DT Cà Mau, từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020, tất cả học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên sẽ đi học trở lại. Riêng, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở sẽ nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau, thầy Trần Văn Dũng, hiệu trưởng cho hay, nhà trường có tổng số 20 lớp với 806 học sinh. Trong đó, cấp trung học cơ sở có 14 lớp với 585 học sinh và cấp trung học phổ thông có 6 lớp với 221 học sinh. Để chuẩn bị đón học sinh trung học phổ thông đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm vệ sinh khuôn viên trường, nhà vệ sinh, lau dọn phòng học, bàn ghế bằng dung dịch tẩy rửa, bằng thu, ốc khử khuẩn thông thường. Đến nay, nhà trường đã tổ chức vệ sinh 4 lần kể từ khi có thông báo cho học sinh nghỉ học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã cải tạo đường nước, sửa chữa 6 vòi nước, làm mới 14 vòi nước, nâng tổng số vòi nước rửa tay hiện có là 30 vòi. Bố trí thêm dung dịch rửa tay tại lớp học, để tất cả học sinh trước khi vào lớp phải được xịt rửa bằng nước sát khuẩn. Đồng thời, nhà trường yêu cầu học sinh phải rửa tay bằng nước và xà phòng từ 2-3 lần trong buổi học, trước khi vào trường, sau khi ra chơi vào lớp và khi ra về. Bố trí thùng rác đựng khẩu trang và giấy lau đã qua sử dụng có dán nhãn để tiện cho việc tiêu hủy. Đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020, nhà trường sẽ phân công giáo viên bộ môn, bí thư đoàn, chủ tịch công đoàn và ban giám hiệu đứng tại cổng trường để hướng dẫn học sinh vào trường phải rửa tay bằng xà phòng tại các vòi nước đã được bố trí ngay lối vào. Đồng thời, trường sẽ bố trí loa phát thanh tuyên truyền cho học sinh cách phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và lưu ý học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình và các bạn xung quanh, thầy Dũng chia sẻ. Thầy Nguyễn Xuân Lai, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Sở và đội tuyển, giáo viên nhà trường cùng các đơn vị liên quan tiến hành phun hóa chất phòng chống dịch COVID-19 để chuẩn bị cho việc dạy và học trở lại vào ngày 2 tháng 3. Đồng thời, tổ chức phát quang bụi rậm, lau bàn ghế, trang bị thêm vòi nước và xà phòng. Khi học sinh trở lại lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ lồng ghép tuyên truyền cách phòng chống dịch COVID-19 vào trong các buổi sinh hoạt đầu giờ để các em nắm. Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, thầy Lai nói. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng Chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 1 tháng 3, tổng số điểm trường phun hóa chất lần 3 là 779 trên 858, đạt 90,8%, gồm 484 trên 525 điểm trường chính, đạt 92,2%, điểm trường phụ là 295 trên 333, đạt 88,6%. Let's block us.